Rồi, anh em với cái nhu cầu của anh trai mà đeo nhiều như vậy á, thì bây giờ em sẽ xếp cho anh trai một cái bộ đai như thế này ha. Đây, đây là một cái bộ đai của Mi Bluetooth. Nó sẽ có cái phông màu á, là màu đỏ đen ha, nhìn nó rất là hợp ha. Đây, ở đây mình sẽ giới thiệu những cái túi mình đang đeo cho anh xem. Đầu tiên á, túi đây á, là túi này là để ốc bít tắc kê nè. Ở đây em có thể để cái hộp bóc hoặc là con camera vào đây ha. Kìm bấm mạng á, mình có thể nhét ở phía trên này hoặc là anh máng đây cũng được ha. Đây nó rất là nhiều vị trí mà nhét luôn. Đây mà để cái hước đây được nè. Ở phía sau em trang bị thêm cho anh một cái túi vuông. Túi này á là để cái hộp đấu nối mạng, những cái cút nối hay là những cái đầu nối dây mình có thể để phía sau đây ha. Túi này rất là dễ lấy luôn, nó vuông nó cứng nữa, cho nên là thao tác mình lấy nó rất là dễ. Cái túi này là để dựa cái hộp bóc đấu nối nè. Rồi, ở phía trước hay là bên đây thì bên đây nó sẽ túi để mà để công cụ mình làm việc nè, búa, tua vít, ốc vít, mình có thể nhét cái điện thoại mình vào đây. Hai cái ngăn này mình có thể để những cái hạt đấu nối mạng hoặc là dây điện hay là đầu nguồn adapter á, mình để đây. Phía trước đây mình có thể nhét cái búa phía trước này, hai cái vít ở đây cũng được ha. Đây mình sẽ có một cái móc, thì thường mình leo trên cao á, mình sẽ sử dụng một cái máy khoan, một máy bắn vít. Thì ở phía đây mình, nếu mà lúc mình đấu nối á, mình có thể máy cái máy bắn vít ở đây. Nếu mà mình khoan tường á, mình máng cái con DCD999 này ha. Còn cái con máy bắn vít á, mình có thể nhét vào trong đây luôn cũng được nè, như thế này đó, khá là gọn ha. Hoặc á, anh có thể, nếu mà máy có cái móc á, anh có thể móc cái máy trên đây như thế này. Đây nó có vị trí móc nè, móc cái con máy bắn vít trên đây đi, con máy khoan móc đây. Cái này á là nhu cầu lúc mà mình leo cao á, thì mình gắn vậy thôi, còn khi mà mình xuống á, thì để hai cái máy ra ngoài đi ha, làm cho nó nhỏ gọn đó. Anh thấy một cái móc nè. Rồi trên đây mình có thể để được một cái bao thuốc hoặc là một cái cây thước đo laser khoảng cách, mình có thể máng đây ha, mình có thể gắn cái cây bút trên đây nữa. Rồi thì cái bộ này với cái nhu cầu của anh á, em nghĩ là với cái bộ này là nó phải ok nhất. Với cái bóng dáng anh là tầm 50kg thì cái bộ này mình thâu lại á, nó vẫn vừa ha. Như em là nặng tầm 60kg thì đeo nó vẫn gọn như vậy thôi. Thì 50kg chỉ cần thu cái dây ngắn là một tí xíu, cái dòng em này mình siết thêm một tí xíu vẫn ok. Ở đây nó có còn rất là nhiều cái nắp để mà anh có thể thâu lại ha. Rồi thì cái bộ khi mà anh đeo lên nó sẽ như thế này, anh có thể coi ha. Với nhu cầu của anh á, sau này nó thể nó còn dư mấy vị trí nè, anh có thể móc thêm mấy cái móc túi hoặc là cái hước vào đây cũng vẫn ok ha. Đó, anh có thể coi. Đây, dây đây có dây đây chữ H, tháo ra. Rồi ngay vị trí này mình có thể gỡ cái dây H lưng ra như thế này. Đó, ở đây nó có nhiều cái kích thước để mà mình chỉnh cái size của mình nè. Anh có thể gấp nhỏ lại nữa. Đó, để mà mình siết siết sâu vô, siết cứng vô khi mà mình đeo. Nó rất là chắc, rất là mềm ha. Bộ này leo rất là mềm. Rồi, vậy ha anh trai.